Thì mình sẽ chia sẻ với mọi người là về bí quyết để làm thế nào để sở hữu làn da căng mọng ngay cả trong khi mùa đông hay những ngày chờ thêm khô nhé. Chào mọi người, mình là Hiền. Hiện tại thì mình đang là chuyên gia tư vấn tại Phụ Nữ Cộng Sen. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người là về bí quyết để làm thế nào để sở hữu làn da căng mọng ngay cả trong khi mùa đông hay những ngày chờ thêm khô nhé. Nhiều chị em thì chỉ chăm dưỡng da mặt và bỏ quên vùng môi. Vùng này là vùng da cực kỳ nhạy cảm và cũng rất cần được chăm sóc. Không chăm sóc da môi thì lâu dần sẽ khiến môi thâm sì, khô ráp, đầy son lên cũng rất là kém xinh. Một làn da môi căng mọng sẽ giúp son của mình khi đánh lên sẽ được chuẩn màu hơn rất là nhiều. Thứ nhất là sẽ không thể bỏ qua son dưỡng. Trong quý chị em nào cũng nên có một thỏi son dưỡng để ngăn ngừa cái tình trạng môi khô nứt nẻ, sủi sùi. Đặc biệt là chị em văn phòng thường xuyên ngồi văn phòng, ngồi phòng điều hòa này, hãy trang bị cho mình một thỏi son trong túi nhé. Hai là tẩy da chết môi định kỳ như là tẩy da chết trên mặt. Hiện nay thì bạn có thể mua được rất nhiều sản phẩm tẩy da chết trên thị trường. Tuy nhiên là chọn loại chiết xuất từ tự nhiên, lành tính, hạt serum không quá to và sắc nhọn. Khi tẩy da chết thì mình nên nhẹ nhàng, tránh để tình trạng không đạt tổn thương cho làn môi nhé. Thứ ba là việc bảo vệ môi trước ánh nắng mặt trời. Không chỉ da mặt mà đôi môi mỏng manh khi tiếp xúc ánh mặt trời cũng sẽ làm cho da môi của mình bị sậm màu. Vì vậy hãy bảo vệ đôi môi của mình bằng son dưỡng chứa SPF. Thứ tư là hạn chế nhuốm môi, bóc môi. Nhuốm môi sẽ chỉ khiến cho môi càng ngày càng khô, lâu ngày sẽ khiến cho màu sắc môi sậm đi khá là nhiều. Chị em cũng nên hạn chế bóc da môi nhé, vì vừa đau mà vừa khiến cho môi mình nó sần sùi, thô ráp hơn. Năm là việc mình uống đủ nước mỗi ngày, cung cấp đủ nước giúp môi cho mình căng mọng. Ngoài ra nước còn tăng cường cái vẻ đẹp cho làn da và duy trì sức khỏe. Tập thói quen mang bình nước theo người để không quên uống nước nhé. Thứ sáu là duy trì chế độ ăn lành mạnh, hạn chế đồ ăn cay nóng, nhiều đường, nhiều dầu mỡ, tránh ăn khuya cũng sẽ tránh cái việc tình trạng da môi bị khô bong tróc hơn. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video sau nhé.